Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Tổng số học sinh được xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập là 11.234 học sinh, không bao gồm 300 học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Điểm xét tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không xét học sinh có điểm liệt. Thứ tự xét tuyển như sau: xét các trường hợp đề nghị tuyển thẳng, xét tuyển vào lớp tiếng Nhật, lớp tiếng Hàn, lớp tiếng Đức, xét tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, xét tuyển nguyện vọng 1 trước, nếu không trúng tuyển thì xét đến nguyện vọng 2. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không xét đến nguyện vọng 2. Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 ở Đà Nẵng cao nhất là điểm chuẩn vào trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh với 56,38 điểm, trung học phổ thông Hòa Văn 53,88 điểm và trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám là 52,63 điểm, nguyện khuyến là 50,25 điểm.